Tủ bù thế hệ 3S tiết kiệm điện, bảo hiểm 1 tỷ đồng nha các bạn, bảo hành 2 năm 1 đổi 1. Sản phẩm này của nhà nước sản xuất có giấy phép của Bộ Công an và Bộ Khoa học cấp phép. Giảm điện được 30%. Tủ bù tiết kiệm điện 35-45% công suất vô ích cho các thiết bị điện gia đình. Dòng điện nhiệt năng qua thiết bị giảm nên tuổi thọ tăng. Các bạn yên tâm sử dụng vì có giấy phép của Công an và Bộ Khoa học, không giống như các thiết bị của Mỹ hay của Hàn Quốc, Đài Loan đang bán. Nếu mấy thiết bị đó mình sử dụng mà nhà nước phát hiện là mình bị phạt nhé. Còn thiết bị này thì vô tư. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ tiết kiệm điện. Hotline phòng kỹ thuật 0977785890. Welcome các bạn lại hợp tác.